nối thành công của dòng sản phẩm New Galaxy từ Hưng Thịnh Land, căn hộ sở hữu lâu dài bên Vịnh Ngọc thơ mộng. New Galaxy Nha Trang được kiến tạo với vẻ đẹp đầy kiêu hãnh, đem đến cuộc sống thịnh vượng cùng những trải nghiệm an cư như nghỉ dưỡng mỗi ngày, xứng đáng nằm trong bộ sưu tập second home đẳng cấp của cộng đồng cư dân Thành Đạt. New Galaxy Nha Trang tọa lạc ngay trái tim khu đô thị An Viên, nơi được quy hoạch là đô thị du lịch giải trí đặc thù thương mại nghỉ dưỡng cao cấp của Nha Trang. Sở hữu khu đất hình kim cương với vị thế độc bản lưng tựa núi Cảnh Long, tầm nhìn hướng ra biển xanh và sông Cửa Bé hiền hòa, nơi đây mang đến đại cát, hanh thông và kết tinh vàng tài lộc cho gia chủ. Không chỉ liên kết trực tiếp với cung đường tỷ đô Trần Phú và ngàn tiện ích của trung tâm phố biển, New Galaxy Nha Trang còn nằm trong giao điểm kết nối với đảo Hòn Tre và khu dân cư Hòn Rớ thông qua các cầu nối hiện đại trong tương lai. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút để đến các địa danh nổi tiếng nhất Vịnh Ngọc như Vinpearl Nha Trang, Bảo tàng Hải Dương Học, Dinh Bảo Đại, các đảo Hòn Miễu, Hòn Tầm, Hòn Mục, Hòn Mun. Đồng thời, dễ dàng di chuyển đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và kết nối liên tỉnh với hệ thống giao thông đồng bộ. Từng đường nét trong lối kiến trúc vị nhân sinh tại New Galaxy Nha Trang được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu về không gian sống bảo vệ sức khỏe, là sự giao thoa hoàn hảo giữa tổ hợp tiện ích hiện đại và thiên nhiên xanh mát. Song song việc quy hoạch đa điểm kết nối cộng đồng với các cung đường dạo bộ đan xen giúp tạo nên sự sinh động thì những khoảng riêng tư vẫn được đảm bảo tách biệt nhằm mang đến một môi trường sống an nhiên hiếm có cho quý chủ nhân. New Galaxy Nha Trang sở hữu tổ hợp tiện ích trọn vẹn, chú trọng chăm sóc sức khỏe và hòa hợp với thiên nhiên, đem lại sự thư thái và giúp tái tạo năng lượng với hệ thống hồ bơi, bể sục, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao ngoài trời, vườn nướng BBQ và bãi tắm biệt lập. Ngoài ra, các tiện ích thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, tài chính đa dạng trên Vịnh Ngọc đều hiện hữu trong bán kính 5 km, sẽ góp phần gia tăng nhiều trải nghiệm cho cuộc sống tại New Galaxy Nha Trang. New Galaxy Nha Trang có thiết kế hiện đại giúp đối lưu không khí, các tòa tháp có tầm nhìn rộng mở giúp tối ưu ánh sáng và gió biển trong lành cho mỗi căn hộ. Đặc biệt, lối bài trí mang phong cách trẻ trung, năng động giao thoa với những mảng màu tinh tế giúp toát lên vẻ đẹp hiện đại và sang trọng cho không gian sống. Quý khách cần tìm hiểu chi tiết về dự án, vui lòng liên hệ hotline tổng đài trên màn hình 079 87 85 909. Kính chúc quý anh chị sớm tìm cho mình cơ hội an cư, lạc nghiệp, đầu tư sinh lời vượt trội. Kính mời quý vị nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo bên cạnh để thường xuyên nhận được thông tin về bất động sản mua bán mới nhất, hot nhất mà chúng tôi cung cấp đến anh chị. Chúng tôi chuyên nhận ký gửi bán lại bất động sản, tư vấn các dự án nhà phố, đất nền, căn hộ, biệt thự biển. Nếu anh chị có nhu cầu cần tìm mua hay gửi bán lại, cần cho thuê, hãy liên hệ trang tin của chúng tôi nhé. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại anh chị trong những bản tin tiếp theo.